Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Nhà sư Thích Chân Quang gây tranh cãi với luận án tiến sĩ về nhân quyền. Luận án tiến sĩ của một nhà tu hành Phật giáo Việt Nam đang gây sự chú ý và phản ứng trên mạng xã hội với đề tài của luận án là nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Ông Vương Tuấn Việt, pháp danh Thích Chân Quang, có buổi bảo vệ luận án tiến sĩ luật cấp trường tại Đại học Luật Hà Nội vào hôm 9 tháng 12 năm 2021 và được đăng tải trên trang YouTube. Trong luận văn này, vị tu án tu hành này tranh luận rằng con người ngày nay đang đòi hỏi quyền một cách quá đáng và vì nhà nước phải đầu tư quá nhiều nguồn lực để đáp ứng quyền theo các điều ước quốc tế nên dẫn đến nợ công. Vì vậy, cần phải yêu cầu người dân thực hiện nghĩa vụ trước, sau đó mới được hưởng quyền. Ông này cũng hướng đến mục tiêu tạo ra một tuyên ngôn quốc tế về nghĩa vụ con người để làm đối trọng với tuyên ngôn nhân quyền phổ quát của Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh sư Thích Chân Quang trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của mình. Mặc dù buổi bảo vệ diễn ra từ cuối năm ngoái, nhưng video về sự kiện chỉ thu hút được dư luận sau khi được chuyên gia công pháp quốc tế Nguyễn Quốc Tuấn Trung đăng đàn phản biện hôm 30 tháng 12 vừa qua. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, ông Trung cho biết lý do ông có video phản bác quan điểm của nhà sư nói trên như sau. Cái lý do tôi nghĩ là nên phải làm cái gì vì cái lượng ảnh hưởng của nó nhiều như vậy, mà có những cái điểm theo quan điểm của tôi thì tôi cho là nó không hoàn toàn chính xác theo cái mục tiêu, nguyện vọng và nền tảng của pháp luật quốc tế. Và hai cái điểm này kết hợp với nhau có nghĩa là một đề tài được quan tâm rất nhiều bởi mọi tầng lớp, rồi sau đó là nó có những cái điểm mà mình không đồng ý với nó và mình cảm giác là nếu mình không phản biện nó thì đôi khi nó có thể gây hiểu lầm. Người đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Victoria, Canada cũng cho biết điều mà ông không đồng tình với Thượng tọa Thích Chân Quang như sau. Cái quan điểm của Thượng tọa Thích Chân Quang cứ nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong buổi bảo vệ luận án cũng như trong luận văn của ông rằng nếu anh không thực hiện nghĩa vụ thì anh không thể có nhân quyền. Cái giả định này, cái nền tảng của toàn bộ nghiên cứu này có một vấn đề rất lớn. Nếu hỏi tất cả các chuyên gia nhân quyền rằng nhân quyền phải dựa vào một cái nghĩa vụ nào đó, thì hầu hết tất cả các chuyên gia sẽ không đồng ý với cách tiếp cận như vậy. Cần phải làm rõ với đạo giả là nhân quyền là nó không liên quan gì đến phúc lợi cả, bởi vì phúc lợi là thứ có thể đánh đổi bằng nghĩa vụ được, nhưng mà nhân quyền là thứ hoàn toàn khác, không thể đánh đổi bằng nghĩa vụ. Đây là hình ảnh quang cảnh buổi lễ bảo vệ đề án tiến sĩ của sư Thích Chân Quang tại Đại học Luật Hà Nội. Ông Trung cũng sử dụng phép so sánh khi cho rằng nhân quyền cũng như không khí, tức là điều hiển nhiên con người sinh ra là đã có. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay vẫn tuyên truyền rằng quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ, trong đó có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Và đây cũng là lời bao biện điển hình cho những vụ đàn áp người bất đồng chính kiến, khi nhà nước chỉ cần nói rằng những người chỉ trích mình là những kẻ vi phạm pháp luật. Thật là trớ trêu và trơ trẽn. Tuy nhiên, ông Trung cho rằng quan điểm phải được thực hiện nghĩa vụ trước thì mới được hưởng nhân quyền sau của sư Thích Chân Quang còn thậm chí cực đoan hơn là những gì mà nhà nước Việt Nam vốn trước nay vẫn tuyên truyền. Kể từ đó, hàng loạt những bài phản biện đã được đăng tải trên trang Facebook nhắm đến luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, chuyên gia kinh tế, viết trên trang Facebook cá nhân của ông rằng sư Thích Chân Quang đã nhầm lẫn hoặc cố tình đánh cháo khái niệm quyền với quyền lợi và rằng nghiên cứu của vị sư này có tính phản khoa học. Các nhà sư Việt Nam thường được công an đưa vào đội lốt và một vị sư như vậy cũng rất dễ hay nói những điều phản khoa học. Một vài phản biện khác thì sử dụng lời lẽ gay gắt hơn khi cho rằng nhà sư này đang cố lấy lòng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn không ưa gì việc cổ xú cho nhân quyền với 100 triệu người dân Việt Nam. Trước đây, Thượng tọa Thích Chân Quang cũng đã gây tranh cãi trong một buổi giải pháp. Ông đã nói rằng Trung Quốc là anh, còn Việt Nam là em, và việc danh tướng Lý Thường Kiệt đem quân đánh Trung Quốc là hỗn. Ngoài ra, ông cũng được chú ý khi tự nhận mình là cháu ruột của ông Hồ Chí Minh. Sự thật không biết có đúng hay không, chỉ có thể thử ADN mới biết.
với chất xác chết của ông Hồ đang nằm trong lăng. Trên trang Facebook cá nhân, kiến trúc sư Dương Quốc Chính cũng đưa ra nhận xét về luận án tiến sĩ luật của Hòa Thượng Thích Trân Quang như sau. Trước tiên, mình có một vài nhận xét về bảo vệ, buổi bảo vệ dựa trên clip. Đây là một buổi bảo vệ được chuẩn bị rất công phu với lực lượng tham dự nhiều thầy cô tai to mặt lớn, đại khái là có uy tín về chuyên ngành luật. Đáng chú ý còn có một sĩ quan của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ của Vũng Tàu, nơi có chùa mà ông Thích Trân Quang đang trụ trì tham dự. Một nhân vật đáng lưu ý nữa là giáo sư Hoàng Chí Bảo, một chuyên gia về ông Hồ Chí Minh, chuyên kể về các chuyện đời ông Hồ. Ông ta đi khắp nơi trên thế giới để giao giảng về cuộc sống của ông Hồ. Ông này đâu có liên quan gì đến luật đâu mà lại sao lại có mặt ở đây, rõ ràng đằng sau phải có ẩn ý. Đây là hình ảnh ông Thích Trân Quang về thăm nhà thờ họ Hồ và nói rằng mình là cháu ruột ông Hồ Chí Minh. Cách đây mấy năm có một clip lưu truyền trên mạng với hình ảnh ông Thích Trân Quang về thăm nhà thờ họ Hồ và kể chuyện về mối quan hệ của ông với Hồ Chí Minh. Theo một số tư liệu khác chưa được kiểm chứng nhưng kết hợp với clip trên thì có thể xác nhận là sự thật, cho biết rằng ông Nguyễn Sinh Sắc sau khi mất chức chi huyện Bình Khê thì vào Nam Kỳ làm thuốc, cải họ thành họ Vương. Ông lấy một người vợ mới và có người con trai là Vương Tấn Nghĩa. Ông Nghĩa là bố của ông Việt, tức thầy Thích Trân Quang. Có nghĩa là ông Việt là cháu gọi ông Hồ Chí Minh bằng bác ruột, chứ không phải là bác quốc dân. Có thể đó là lý do về sự có mặt của nhà học giả về ông Hồ Chí Minh, đó là ông Hoàng Chí Bảo. Và tại sao hội đồng chấm luận án này hùng hậu với những lời ca tụng luận văn của ông Việt toàn những lời có cánh cả. Nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt giới thiệu các nhân vật có mặt và lời cảm ơn có khi cũng mất tới 15 phút vì quá đông, đa số là những nhân vật quan trọng nữa. Khi ông ta bảo vệ xong thì toàn bộ hội đồng phản biện, giáo viên hướng dẫn, vân vân đều ca tụng hết lời bản luận văn như một kiệt tác làm mình tò mò quá, dù nghe thầy Quang nói là mình đã thấy gần gợn nhưng vẫn chưa dám có ý kiến, mà phải chờ đọc bản luận án đã. Đại khái, ý thầy là thế giới đang quá đề cao nhân quyền mà ít để ý tới trách nhiệm, điều đó dẫn tới nợ công tăng cao, thật là hoang đường. Đây là hình ảnh sư Thích Trân Quang từng thuyết giảng rằng Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, nên Lý Thường Kiệt đem quân đánh Trung Quốc là rất hỗn. Nguồn lực xã hội sẽ không đáp ứng được, nên thầy viết luận văn này với ý đề cao nghĩa vụ của con người như đối trọng với nhân quyền, hòng giải cứu thế giới khỏi nợ công, sự tàn phá môi trường và sự băng hoại đạo đức xã hội là những hệ lụy của việc lạm dụng nhân quyền. Nhưng ông cũng quên rằng nợ công không phải đến từ nhân quyền, mà chính các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đua nhau tham nhũng tiền của dân. Nhưng sai lầm của thầy là đánh đồng tất cả những quyền trong nhân quyền thành một loại liên quan đến vật chất, rồi suy ra rằng nhân quyền làm ngân sách cạn kiệt và gia tăng nợ công. Việc cạn kiệt tài nguyên, nguồn lực xã hội làm tăng nợ công, hoang phí ngân sách có nhiều nguyên nhân. Nhưng ở Việt Nam, đối tượng nghiên cứu chính của luận văn thì nguyên nhân chính không phải đến từ các quyền liên quan đến kinh tế như phúc lợi xã hội, mà đến từ thể chế. Thầy lại lảng trách nguyên nhân chủ yếu này và vu cho rằng nhân quyền đã đem lại nợ công. Chúng ta đã biết, thể chế của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn tới các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thiếu hiệu quả, lương cán bộ công chức thấp và thiếu cơ chế kiểm soát chéo, nên tham nhũng tràn lan. Có nghĩa là tiền thuế, tiền của người dân đã bị các quan chức trong các công ty nhà nước, trong các cơ quan đảng và chính quyền ăn cắp mất. Chính tham nhũng và lãng phí bởi các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước mới là nguyên nhân chính dẫn đến thất thoát ngân sách và làm gia tăng nợ công. Các vụ án tham nhũng hầu hết đều tính tới các đơn vị ngàn tỷ đồng, trong khi phúc lợi xã hội ở Việt Nam thuộc loại rất thấp. Chưa có trợ cấp thất nghiệp để đủ sống tối thiểu, chi ngân sách nhiều và không hiệu quả là do bộ máy công chức trì trệ và cồng kềnh, đội ngũ ăn bám quá đông, chứ không phải do chi tiêu phục vụ nhân quyền quá nhiều. Riêng ngành công an đã hàng triệu người, quân đội cũng như vậy. Điều này cho thấy thầy Quang đã ngụy biện rất trắng trợn, nhưng vẫn được hội đồng giám khảo ca ngợi hết lời. Từ luận điểm ngụy biện trên, thầy cảnh tỉnh thế giới là nếu tiếp tục ca ngợi thái quá nhân quyền thì thế giới sẽ suy thoái và sụp đổ dần dần từ nước này tới nước khác.
Đây là hình ảnh chụp buổi lễ bảo vệ đề tài, bên trái là ông Thích Trần Quang, là giáo sư Hoàng Chí Bảo, người chuyên kể chuyện và ca ngợi ông Hồ Chí Minh. Bên phải là ông Thích Trần Quang là Thiếu tướng Nguyễn Đình Dược, Viện trưởng Viện Nhân tài đất Việt. Cái sai tiếp theo của thầy Quang là việc đề cao quyền và lãng quên nghĩa vụ sẽ dẫn đến lối sống thờ ơ và vô trách nhiệm, dẫn đến sự băng hoại về đạo đức xã hội như con cái bất kính với bố mẹ, học sinh bất kính với thầy cô, bố mẹ không làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng con cái, xã hội vô cảm trước điều xấu, vân vân. Không hiểu sao thầy Quang lại có thể suy diễn đề cao nhân quyền với những hệ lụy xã hội kia. Việt Nam hiện nhân quyền rất ít được tôn trọng và những hệ lụy kia còn quá các nước Bắc Âu nơi nhân quyền được tôn trọng cao nhất. Điển hình là vụ em Vân Anh đã bị bố mẹ đánh chết chính là do nhân quyền bị thiếu tôn trọng, tức là quyền trẻ em, quyền không bị ngược đãi, tra tấn, vân vân. Đây là suy diễn phi logic rất cơ bản của thầy Quang. Thực tế thì quyền của kẻ yếu cũng chính là nghĩa vụ của kẻ mạnh, nên trong quyền đã ẩn chứa những nghĩa vụ của chính quyền đối với người dân. Nhưng trong luận văn này, thầy Quang đã lờ tịt đi trách nhiệm của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thực thi nhân quyền cũng như nghĩa vụ của họ đối với toàn bộ nhân dân, nơi đang nuôi họ bằng đồng tiền thuế phải đóng. Thầy chỉ nói với trách nhiệm của toàn dân với chính quyền phải trung thành với lãnh đạo. Tổng kết lại thì bản luận văn này rất nguy hiểm đối với nền dân chủ còn chưa kịp nảy mầm ở Việt Nam. Người dân còn chưa kịp hưởng quyền thì thầy đã dí ngay trách nhiệm vào, trong đó có trách nhiệm trung thành. Thầy đã dùng phép ngụy biện rất trắng trợn để coi nhân quyền như con ngáo ộp nguy hiểm, làm hại ngân sách và băng hoại đạo đức xã hội. Không hiểu là thầy là sư hay là sĩ quan an ninh mật vụ của Việt Nam nữa. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Việt Á, Ban Chỉ đạo Trung ương vào cuộc khi mọi việc đã trở nên quá tồi tệ. Bàn về trách nhiệm của hai bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế trong vụ Việt Á phân phối ra 62 tỉnh thành hàng chục triệu bộ kit xét nghiệm dởm. Nhà báo Nguyễn Hồng Lam đã viết trên trang Facebook cá nhân như sau. Tháng 10 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới có thông báo chính thức rằng sản phẩm của Việt Á đã không đáp ứng tiêu chuẩn và bị loại từ vòng gửi xe. Không thể nói là hai bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế không hề biết đến chuyện bị loại này. Thế nhưng không một bộ nào có động thái hay ý kiến để tạm ngừng việc sử dụng bộ kit của Việt Á cả. Thay vào đó, kéo dài cho đến hết năm 2021, hàng loạt chủ trương yêu cầu chọc ngoáy đã liên tiếp được bàn ra, tiếp thêm điều kiện để hàng chục triệu bộ kit xét nghiệm của Việt Á được bán ra thị trường 62 tỉnh thành trong cả nước. Tùy tiện làm giá, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng, mặc dù không biết chất lượng của nó ra sao, và điều đó có thể dẫn đến cái chết của nhiều ngàn người dân Việt Nam khắp nơi. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm trên toàn quốc đã giúp cho bộ kit test dởm của Việt Á phân phối khắp 62 tỉnh thành, nhanh chóng đạt doanh thu 4.000 tỷ đồng, đó là tiền xương máu của nhân dân. Truyền thông nhẹ dạ cũng vô tình tiếp tay cho một sự lừa dối thế kỷ, đóng đinh xã hội vào một niềm tin thiếu căn cứ. Bộ kit xét của công ty Việt Á được đánh bóng quá đáng mà quên hết cả quy trình kiểm duyệt của Tổ chức Y tế Thế giới. Đến nay, chưa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận nhưng đã được dùng cho hàng triệu con dân Việt Nam. Chắc chắn sẽ có những người bị ra kết quả sai lệch, ảnh hưởng đến công tác chuẩn đoán và điều trị, đặc biệt là nguy hiểm đến tính mạng của người dân khắp nơi. Không loại trừ có cả những bệnh nhân vì kết quả xét nghiệm sai mà đã bị chết oan. Ai sẽ đền cho họ đây? Một kết quả quá khủng khiếp, quá ghê sợ cho thời đại thông tin hỗn loạn ngày nay. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho sai phạm nghiêm trọng đến như vậy? Và báo chí đã nói nhiều đến trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ. Còn đối với Bộ Y tế thì sao? Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long trước diễn đàn Quốc hội đã cho rằng vì quá bận chống dịch nên Bộ Y tế chưa để ý đến việc tăng giá kit. Chưa có sự điều chỉnh kịp thời, hiển nhiên đó là lời nói dối. Và các quan chức Cộng sản Việt Nam cứ như vậy lừa dối người dân. Chuyện tài đình như thế thì Bộ Y tế đã cấp phép. Bộ trưởng Bộ Y tế không thể nói là không biết được. Phải nói chính xác là biết rất rõ. Vậy ông có tham nhũng hay không là một câu hỏi được đặt ra. Nếu không gọi là đồng lõa thì Bộ Y tế phải là pháp nhân cố ý bao che, tạo điều kiện để sai trái của doanh nghiệp
được nhân lên hàng triệu lần trong mức độ nghiêm trọng. Và liệu ông Thủ tướng Phạm Minh Chính có biết hay không hay cũng lờ đi. Thiệt hại không chỉ là tiền mà khủng khiếp hơn là sinh mạng của người dân, là sức khỏe của cả người dân cả nước. Phải gọi đó là gì nhỉ, nếu không gọi là tội ác. Nhà báo Nguyễn Hồng Lâm đã đưa ra nhận định như vậy. Đây là hình ảnh biếm họa của La Tinh Hiền về chủ trương xét nghiệm toàn dân của chính phủ với dòng chữ rằng lỗ mũi chính là nguồn tài nguyên vô tận của nước ta. Những sai phạm của công ty Việt Á đã trở thành đại án vì tính chất rất nghiêm trọng và hậu quả nặng nề, khủng khiếp. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực phải vào cuộc ngay, nhưng dường như cũng quá muộn. Trên trang blogger tiến sĩ của Đài Tiếng Nói FA, tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã phân tích vấn đề này như sau. Ngày 30 tháng 12 năm 2021, vụ Việt Á được đưa vào diện ban này trực tiếp theo dõi nhằm xử lý nghiêm minh những sai phạm tổ chức, cá nhân, cảnh cáo răn đe mạnh mẽ hơn nữa để ngăn ngừa nạn tham nhũng tiêu cực. Họ chỉ vào cuộc khi mọi việc đã trở nên quá tồi tệ. Các lãnh đạo có thể đã bị bắt khẩn cấp khi vẫn là đảng viên Đảng Cộng sản và đương chức. Điều này ít khi xảy ra nhưng vụ việc đã lên đến cao điểm. Vào ngày 31 tháng 12, Bộ Công an đã ra khởi tố bắt giam hàng loạt lãnh đạo, người có trách nhiệm tại Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, CDC các địa phương xung quanh vụ kit xét nghiệm nghiêm trọng COVID-19 giả của công ty Việt Á. Các lệnh trước đó của chính quyền là vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả rất nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Bệnh tật CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương có liên quan trong cả nước. Cơ quan Công an đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á và Giám đốc CDC Hải Dương. Năm ngày sau, thì vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, Văn phòng Chính phủ mà người đứng đầu là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có văn bản số 9373 ngại truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng vụ án này. Danh sách những kẻ đáng bị trừng phạt có thể còn kéo rất dài, nhưng lý do khởi tố Việt Á được nêu cũng chỉ phản ánh bề nổi của tảng băng chìm. Đó là nạn hối lộ và tham nhũng khắp nơi từ dưới đến cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh các nghi can đã bị khởi tố bắt giam trong vụ Việt Á. Nỗi bức xúc của dân chúng dậy sóng dư luận đòi hỏi giải quyết những vấn đề chủ yếu như sau. Đó là xử nghiêm Việt Á và những đối tượng liên quan trục lợi trên sự đau khổ mất mát của người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Và làm rõ sự suy thoái đạo đức của các quan chức của Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, CDC các tỉnh thành thách thức chính sách phòng chống tham nhũng mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công khai minh bạch chất lượng bộ kit xét nghiệm để người dân phải được yên tâm, còn khi nào chưa biết thì chưa thể được dùng vì nó có thể là hàng giả. Trách nhiệm giải trình của công tác quản lý, lãnh đạo và quan trọng hơn là đặt và thực thi nhiệm vụ tiếp tục cải cách thể chế sao cho có thể ngăn chặn các nguy cơ của biến thể Việt Á khác trước khi mọi việc đã trở nên quá tồi tệ và hàng trăm hàng ngàn sinh mạng người dân đã chết. Nội dung dưới đây là bài viết gợi mở về khía cạnh này như sau. Đó là Việt Á là một công ty tư nhân được thành lập vào năm 2007, khác với các doanh nghiệp nhà nước là phải kiêm nhiệm nhiệm vụ chính trị dưới sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước chủ quản. Các cổ đông Việt Á bỏ vốn để kinh doanh, họ phục vụ nhu cầu của người khác, của xã hội để kiếm lời, họ tuân theo thể chế thị trường và những lời kêu gọi đạo đức kinh doanh đối với họ chỉ là bên lề mà thôi, lợi nhuận vẫn là trên hết. Việt Á từng là công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ, có đăng ký nhiều hoạt động kinh doanh như buôn bán máy móc, thiết bị và một số dịch vụ trong lĩnh vực phòng khám và chăm sóc sức khỏe. Đó là Việt Á Media. Đây là hình ảnh phòng thí nghiệm của công ty Việt Á. Sau 10 năm đến năm 2017, Việt Á đã tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 1.000 tỷ đồng và liên tục trúng hàng loạt gói thầu với nhiều bệnh viện lớn về cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Phải chăng phía sau lưng Việt Á là một quan chức cấp cao cỡ bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bao thầu vấn đề y tế cả nước? Ngay khi dịch vụ COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, công ty Việt Á đã hợp tác với Học viện Quân y sản xuất kit thử xét nghiệm COVID-19. Tới tháng 4 năm 2020, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành
cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Cho đến khi bị khởi tố, công ty Việt Á đã cung cấp kit xét nghiệm COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Việt Á bằng tiền tấn không chỉ có chỗ đứng trong quan hệ mà còn được bảo lãnh bởi huân chương từ ông Chủ tịch nước, đó là Nguyễn Phú Trọng, đã hủy hoại bộ máy công quyền của ngành y tế nói riêng và chính quyền nói chung. Và với huân chương hạng 3 này, thì ai mà dám động đến Việt Á khi đích thân ông Nguyễn Phú Trọng đã ký. Chứng cứ ban đầu đã hé lộ rằng sự tăng trưởng thần tốc nhờ sự tiếp tay của các quan chức của Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, lãnh đạo CDC rất nhiều tỉnh thành. Ngoài việc lợi dụng chức vụ quyền hạn, thì tội danh đưa và nhận hối lộ đã được xác định. Với tỷ lệ hoa hồng cám dỗ lên tới 20% giá trị trúng gói thầu kit xét nghiệm, hàng chục tỷ đồng cho mỗi phi vụ và công nghệ xóa dấu vết tinh vi thì các quan chức sẵn sàng chui đầu vào thòng lọng. Và điều đó chúng ta đã bắt đầu được chứng kiến. Nhưng cuối cùng thì đảng có làm đến nơi đến chốn hay không, hay chỉ đánh trống bỏ rủi. Đây là hình ảnh các trang của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dởm. Báo Tuyên giáo thì nói bộ kit xét nghiệm đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Còn đài truyền hình nhà nước Việt Nam VTV thì nói rằng nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Báo Thanh Niên thì nổ tung với tiêu đề Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm vân vân. Và tất cả đều là thông tin dối trá, bịp bợm và tiếp tay cho Việt Á để thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn giữa lúc dân chúng đang đau khổ. Ngoài việc tham nhũng chính sách thì thực thi chính sách cũng đã bộc lộ gót chân asim của chế độ của nhà cầm quyền Hà Nội. Công tác cán bộ là của Đảng nhưng việc chống tham nhũng chỉnh đốn Đảng đang loay hoay, lúng túng. Tính từ năm 2013 khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống dịch tham nhũng với quyền lực độc đoán nhưng suy thoái đạo đức vẫn diễn ra rất nghiêm trọng. Mặc dù Đảng muộn màng nhận ra kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, chính phủ kiến tạo đã thúc đẩy khởi nghiệp môi trường kinh doanh. Nhưng vụ Việt Á cho thấy cải cách chính trị đã không đáp ứng tình hình thực tế khi nó không kịp với đà phát triển của kinh tế đất nước. Tiếp tục cải cách phải thay đổi mục tiêu và nhiệm vụ. Nếu trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12 năm 2016-2021, chính phủ đã tập trung cải cách thể chế là dư địa tăng trưởng, thì trong nhiệm kỳ đại hội 13-2021-2026, cải cách thể chế phải vì dân, phục hồi sức dân và tăng quyền tự do, dân chủ của người dân để kiểm soát quyền lực của Đảng, đặc biệt là những vụ tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để bắt chẹt nhân dân. Bài học cụ thể ở từ đại án Việt Á là các doanh nghiệp có thể hoạt động thế nào trong môi trường chế độ độc đảng đang gia tha hóa, quyền lực, suy thoái đạo đức rất nghiêm trọng của các quan chức trong bộ máy cầm quyền của Đảng. Liệu Ban Chỉ đạo Trung ương có thể thúc đẩy cải cách thể chế trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hay không, thay vì chỉ vào cuộc để chỉ đạo giải quyết hậu quả? Tiến sĩ Phạm Quý Thọ nêu ra ý kiến của mình như vậy.